Tiếng Trung năm 18, Trần Lao Sư xin chào tất cả các bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng Trần Lao Sư và bạn Ú Xiểu Chuyên đến với chương trình học tiếng Trung tốc độ chậm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu chuyện ngắn ngắn mà rất là thú vị và chắc chắn qua đó các bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng nữa. Bây giờ thì trước hết chúng ta sẽ nghe bạn Ngô Hiểu Quân đọc trước một lượt, sẽ không có giải thích, không có phụ đề. Các bạn nghe xem là các bạn tự nghe được bao nhiêu nhé. Còn nếu như bạn nào mới học tiếng Trung thì chúng ta bỏ qua một hoặc là hai phút đầu tiên luôn và chúng ta sẽ đến luôn với phần thứ hai, đó là Trần Lao Sư và bạn Ngô Hiểu Quân đọc và dịch phân tích từng câu một nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bạn Ngô Hiểu Quân đọc trước một lượt nhé. 还是庄重点好。 钱萍萍看了看闹钟， 还不到5点半， 她想再睡一会儿， 可是怎么也睡不着。 大学毕业 快3个月了， 还没有找到 满意的工作，这次好不容易才找到一家挺不错的公司，还给解决户口，但竞争这个工作的人肯定不少。今天的面试一定要成功，他想。 第一次见面，一定要给人留下一个好印象。干脆早点起来，好好准备准备吧。他先是去洗漱一下，然后吃了一点早餐。他打开衣柜， 心想，穿什么衣服好呢？他先拿起一条连衣裙，觉得不够性感，随手把它扔到了床上，又拿起一条吊带裙，犹豫了一下， 还是穿上了。他看了看闹钟，才6点半，时间还早，就坐在沙发上闭目养神。可是刚坐下一会儿，闹钟就响了起来， 把他吓了一跳。他觉得去面试总得化个妆吧，化浓妆好还是淡妆好呢？坐在化妆镜前，他仔细地想了想，我是去面试， 又不是去约会，还是庄重一点好。最终，他化了一个淡妆，然后换上了妈妈为他买的那套西装，自信地出了门。 大家觉得我读的语速怎么样啊？ 能不能听得懂？ Bạn ấy hỏi mọi người thấy tốc độ bạn ấy đọc thế nào, có nhanh hay chậm không? Và mọi người nghe có hiểu không? Bây giờ thì bạn Ú Xiểu Chuyên sẽ đọc từng câu và Trần Học Sư sẽ phân tích từng câu một nhé. 还是庄重点好。 还是 ở đây chúng ta không dịch là hay là, mà từ khái sư ở đây thể hiện là thông qua một cái quá trình cân nhắc, xem xét hoặc là so sánh thì thấy một cái điều gì đó vẫn là hơn hoặc là vẫn nên làm gì đó hơn. Trang trọng nghĩa là trang trọng. Hái sư trang trọng tiếng họ nghĩa là trang trọng một chút thì vẫn hơn. Chén Ping Ping看了看闹钟, 还
不到五点半。钱平平là tên riêng, tiền bình bình, khan là khan nào chung, nhìn đồng hồ báo thức. Hái bú tào, ú tiền bản, vẫn chưa tới năm rưỡi. Chén ping ping, khan là khan nào chung, hái bú tào, ú tiền bản. Ta xiang, zài shui yi hủi, kè shì, zèn mò, yè shui bù zào. Ta xiang, cô ấy muốn, zài shui yi hủi, hoặc là zài shui yi hủi, ngủ thêm một lát. Khở sự nhưng trần mơ dễ xoay bù cháo, làm thế nào cũng không ngủ được. Ta xiang zài xoay yi hủi, khở sự trần mơ dễ xoay bù cháo. Đa xuế bì yê đô khoai sán gờ yuè lờ, hái mê yếu chào đào mãn yì đờ gông zuò. Ta xuế bì yê, tốt nghiệp đại học, tâu khoai sân cơ yên lợ. Khoai chầm 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 lơ nghĩa là sắp cái đó rồi. Khoai sân cơ yên lợ, sắp 3 tháng rồi. Và từ tâu ở đây dùng để nhấn mạnh thời gian nhiều hoặc là đã muộn. Tâu khoai sân cơ yên lợ, sắp 3 tháng rồi. Ý đây là từ hội tốt nghiệp đến giờ đã lâu rồi. Khái mấy yếu chảo tạo, vẫn chưa tìm được. Mãn y tở công chủ, công việc như ý. Đại học bì yê, đâu khoai 3个月 lờ, hái mê yếu chảo đào mãn yì tở công chủ. Zhe ci, hào bù rong yì, cài chảo đào yì gia, tỉnh bù chò de công sư, hái gây giải quyết hù khẩu. Zhe ci, lần này, hào bù rong yì, khó khăn lắm. Trải chảo tạo mới tìm được. Y gia thỉnh bố chua tờ công sư. Gia đây là lượng từ cho tờ công sư. Y gia thỉnh bố chua tờ công sư, một công ty khá là tuyệt. Hái kỷ chỉa chế hủ khẩu, còn giải quyết vấn đề hộ khẩu cho nữa. Bởi vì ở Trung Quốc một số thành phố lớn thì việc làm hộ khẩu rất là khó khăn. Zhe ci hào bù rong yì, cài chảo đào yì gia tỉnh bù chò de công sư, hái gây giải quyết hù khẩu. Đàn jìng zhēng zhè ge gōng zuò de rén kěn dìng bù shǎo. Đàn nhưng jìng zhēng zhè ge gōng zuò de rén, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tờ trước. Rén là người, ở đây dịch là số người hoặc những người. Jìng zhēng cạnh tranh, zhè ge gōng zuò công việc này. Jìng zhēng zhè ge gōng zuò de rén, những người cạnh tranh công việc này. Kěn dìng bù shǎo, chắc chắn là không hề ít. Đàn jìng zhēng zhè ge gōng zuò de rén kěn dìng bù shǎo. Jīn tiān de miàn shì yī dìng yào chēng gōng, tā xiǎng. Jīn tiān de miàn shì, buổi phỏng vấn hôm nay, yī dìng yào chēng gōng, nhất định phải thành công. Tha xiǎng, cô ấy nghĩ. Jīn tiān de miàn shì yī dìng yào chēng gōng, tha xiǎng. Gán cuy, zào điểr qǐ lái, hǎo hǎo zhǔn bèi bǎ. Gán cuy, tức là thể hiện cái gì đó mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều, làm gì đó luôn đi. Hoặc dịch là đã vậy, đã thế. Gán cuy, zào điểr qǐ lái, đã vậy dậy sớm một chút. Hǎo hǎo zhǔn bèi bǎ, chuẩn bị cho thật tốt vậy. Gán cuy, zào điểr qǐ lái, hǎo hǎo zhǔn bèi bǎ. Dì yī cì jiàn miàn, yī dìng yào gěi rén liú xiā yī gè hǎo yìn xiàng. Dì yī cì jiàn miàn, lần đầu tiên gặp mặt, yī dìng yào, nhất định phải, gěi rén liú xiā là để lại cho người ta, hoặc gì là để lại cho người khác. Yī gè hǎo yìn xiàng, một ấn tượng tốt. Đi yí cì jiàn miàn, yí dìng yào gěi rén liú xiā yī gè hǎo yìn xiàng,
他先是去洗漱一下，然后吃一点早餐。 Tha, cô ấy, 先是, trước tiên là 去洗漱一下, đi đánh răng rửa mặt một chút. 洗漱 nghĩa là tắm rửa hoặc đánh răng rửa mặt. 然后, sau đó. 然后, sau đó. 吃一点早餐, ăn một chút đồ ăn sáng. 他先是去洗漱一下, 然后吃一点早餐。 他打开衣柜，心想穿什么衣服好呢？ 他打开衣柜, cô ấy mở tủ đồ ra. 打开 là mở cái gì đó ra. 衣柜 nghĩa là tủ quần áo. 心想 nghĩ bụng hoặc là trong lòng nghĩ. 穿什么衣服好呢? Nên mặc quần áo gì đây nhỉ? 他打开衣柜，心想穿什么衣服好呢？ 他先拿起一条连衣裙，觉得不够性感，随手把它扔到了床上。 Ta xin nã chỉ là trước tiên cô ấy cầm cái gì đó lên. Y thiếu liền y chuyển, một chiếc váy liền. Liền y chuyển là váy liền thân. Giống như bây giờ Trần Lão Sư đang mặc váy liền từ trên xuống dưới, gọi là liền y chuyển. Chuyển tờ, cảm thấy, bú cầu, không đủ, xinh cảm, sexy, gợi cảm. Xuấy sổ là tiện tay. Bà tha rưng tạo là choáng sẵn, vứt nó lên trên giường. Tha 先拿起一条连衣裙，觉得不够性感，随手把它扔到了床上。又拿起一条吊带裙，犹豫了一下，还是穿上了。又拿起 Y thiếu đeo tài chuyển, sau đó lại cầm chiếc váy dây lên. Đeo tài chuyển là váy dây, váy hai dây. Yếu uy là ý xả, lưỡng lự một chút. Hãy sử chuan sàng lợ, ý là nhưng rồi vẫn mặc lên. Yêu ná chỉ, y thiếu đeo tài chuyển. Yếu uy là ý xả, hãy sử chuan sàng lợ. 他又看了看闹钟，才六点半，时间还早，就坐在沙发上闭目养神。他又看了看闹钟， cô ấy lại nhìn đồng hồ báo thức. 才六点半, mới có 6:30. 时间还早, thời gian vẫn còn sớm. 就坐在沙发上, liền ngồi trên ghế sofa. 闭目养神, 闭 là nhắm, 目 là mắt. 养神, dưỡng thần. 闭目养神, tức là nhắm mắt thư giãn, tức là nhắm mắt vào nhưng mà không ngủ. 他又看了看闹钟, 才六点半, 时间还早, 就 坐在沙发上闭目养神。可是刚坐下一会儿，闹钟就响了起来，把他吓了一跳。可是 nhưng đang ngồi xuống vừa mới ngồi xuống được một lát, đọc là 一会儿 hoặc 一会儿, 闹钟就响了起来. Đồng hồ báo thức liền đổ chuông. Bà tha xia là ý thẻo, làm cô ấy giật nảy mình. Khờ sư, găng zô xa y hủy, nào trông, chú xiang lỡ chỉ lại, bà tha xia là ý thẻo. Tha chế đờ, chú miên sư, zông đẻ hoa gà trông bà.
他觉得cô ấy cảm thấy chuyên miên sư đi phỏng vấn chúng đẩy là kiểu gì cũng phải hoa cờ choang và trang điểm một chút. Hoa choang nghĩa là make up, trang điểm. Ta chuyên đề chuyên miên sư chúng đẩy hoa cờ choang và hoa nông choang hảo hay sư đàn choang hảo nè? Hoa nông choang hảo, trang điểm đậm tốt hơn hay sư hoa tàn choang hảo nè? Hay là trang điểm nhẹ nhàng thì tốt hơn nhỉ? Cũng có thể dịch là nên trang điểm đậm hay là nên trang điểm nhẹ nhàng nhỉ? 坐在化妆镜前, 他又仔细地想了想。 坐在, ngồi ở, 化妆镜前, chén là trước, 化妆镜 là gương trang điểm. 他又, cô ấy lại, 仔细地想了想, tỉ mỉ suy nghĩ. 坐在化妆镜前, 他又仔细地想了想, 我是去面试, 又不是去约会, 还是庄重一点好。 我是去面试, mình đi phỏng vấn, 又不是 chỉ yue hui, chứ có phải đi hẹn hò đâu. Chỉ yue hui là đi hẹn hò. Hãy sự trang trọng ý tiếng họ, trang trọng một chút thì vẫn hơn. Wo shi qu mian shi, you bu shi qu yue hui, hãy sự trang trọng ý tiếng họ. Cuối cùng, ta hoa le yi ge dan zhuang, ran hou 换上了妈妈为她买的那套西装，自信地出了门。最终，cuối cùng, ta hoa le yi ge dan zhuang, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng. Ran hou, sau đó, hoan sang le, thay lên người, mama wei ta mai de na tao xi zhuang. Xi zhuang là quần áo vest. Mama wei ta mai de na tao xi zhuang, bộ quần áo vest mà mẹ mua cho. Zi xin de chu le men, tự tin ra khỏi nhà. Cuối cùng, ta hoa le yi ge dan zhuang. Ran hou huan shang le mama wei ta mai de 那套西装自信地出了门. Ok, đến đây thì Trần Lao Sư và bạn Ú Xiểu Chuyên đã đọc và phân tích xong từng câu của câu chuyện ngày hôm nay rồi. Một câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng từ trong câu chuyện này chắc hẳn là các bạn đã học thêm được rất nhiều từ vựng và những câu giao tiếp thông dụng chúng ta thường sử dụng, phải không các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye! 很高兴 能为大家读这些句子，然后教大家说中文。谢谢大家的学习，拜拜。